Cặp vợ chồng lập xưởng sản xuất dầu nhớt giả. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Cặp vợ chồng trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương tổ chức sản xuất pha chế hàng ngàn lít dầu nhớt giả để tiêu thụ. Hôm nay 20 tháng 6, lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương cho biết, hồi 20 giờ 45 ngày 15 tháng 6 2022, tại đường 393 thuộc địa phận xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tổ công tác của công an huyện Gia Lộc kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29A28371 do ông Trương Quang Diện sinh năm 1980, trú tại thôn Đạo Lâm, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương điều khiển. Cảnh sát phát hiện trên xe đang vận chuyển 60 chai chứa dầu nhớt loại 4 lít gồm 43 chai nhãn hiệu Castrol Mantech 10W40 và 17 chai nhãn hiệu Castrol Mantech Stop Start 5W30 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ông Trương Quang Diện khai nhận đây là dầu nhớt giả. Tổng giá trị hàng hóa nếu tính theo hàng chính hãng khoảng 35 triệu đồng. Ông Diện khai mua số hàng trên của Nguyễn Bình Kha, sinh năm 1980, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, về bán kiếm lời. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Nguyễn Bình Kha tại thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện. Vào hồi 2 giờ ngày 16 tháng 6, công an huyện Gia Lộc phát hiện, thu giữ nhiều tăng vật phục vụ quá trình sản xuất sang chiết dầu nhớt giả trái phép, gồm một hệ thống máy bơm và các téc chứa dầu dung lịch 1.000 lít, 200 lít, một hệ thống máy dập nhiệt, hơn 6.000 niêm giấy dập nhiệt, nắp nhựa, vỏ chai dầu, tem chống hàng giả, nhãn dán của các nhãn hàng dầu nhớt Castrol, Honda, Yamaha, cùng nhiều thùng giấy các tông in hình nhãn hiệu các hàng dầu nhớt trên. Quá trình làm việc, ông Kha không xuất trình được giấy phép kinh doanh. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, cơ sở sản xuất buôn bán dầu nhớt giả của Kha hoạt động từ đầu năm 2020. Kha cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1987, thực hiện quá trình sang chiết dầu nhớt giả trái phép trong một nhà kho khép kín, trước cửa kho có lắp hệ thống camera. Khi ô tô của người mua đến lấy hàng, sẽ đánh trực tiếp vào trong kho để bốc hàng lên xe, vận chuyển đi các nơi. Địa bàn tiêu thụ số dầu nhớt giả của cơ sở này chủ yếu ở khu vực Tây Bắc như các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu. Để thực hiện hoạt động sang chiết sản xuất dầu nhớt giả trái phép, ông Kha đi thu mua các vỏ chai bình dầu nhớt đã qua sử dụng của các thương hiệu Castrol, Honda, Yamaha từ nhiều nơi khác nhau. Ông Kha thu mua một số phi dầu loại 200 lít của các thương hiệu Total, Mipec tại một số cửa hàng. Sau đó, ông Kha sử dụng dụng cụ sang chiết dầu đã được lắp đặt sẵn trong kho để sang chiết dầu từ phi 200 lít lên bình chứa 1.000 lít rồi đóng vào các chai in nhãn hiệu nổi tiếng. Ông Kha khai nhận số lượng dầu giả mà cơ sở này sản xuất trong một tháng từ 5.000 đến 6.000 lít.